Vâng, trận đấu thứ ba ở CO đầu tiên, Egypt Qatar Grecia. Quân bên kia Egypt Qatar Greek và Yamato, đó là thứ tự quân luôn. Egypt của mùa 1 Hoàng Văn Nhi, mùa 2 Qatarian của Tuti, mùa 3 Quýt người cầm Greek, và mùa 4 Yamato là của game thủ bên lớp. Như vậy là bên phía đối bạn mùa 1 mùa 4 chủ lực thì được cầm hai quân đẹp hơn, hai chém, hai tay chém thì cầm hai quân xấu, đó là Greek và Qatar. Đây là Babylon của Chiboy, màn hình máy của L1 cầm Zoman, truy mệnh cầm Phô, và cuối cùng là chim sẻ là người được cầm hit. Vâng, nhưng thế sắp xếp của bên mình không phải là mắc mình. Vâng, bài chim sẻ đáng đủ đồ luôn rồi. Bảy hiệu bảy quả phụ. Vâng, một bài hit tỉ đầu cánh. Và đương nhiên là không giống như Quýt, hit tỉ này sẽ là hit tỉ đến cùng. Hit tỉ và đánh chém thì đúng là có lỗi với đồng đội. Một khi mà đã có lỗi với đồng đội thì dễ có một kết quả thua. Vâng, hit tỉ đánh chém chỉ khi và chỉ khi mà ở Mapla mở bài nó quá đẹp, nhiều đồ lùa về có thể ép người sớm cơ. Bởi vì quân Hitty thường là một quân mà đa số khi mà cầm Hitty bài rất xấu. Vâng, cái con Hitty này là cái con mà kiểu như quả thì xấu này, gỗ đầu thì xa, thường là như vậy. Còn trong 4-4 thì tôi vẫn chưa kiểm nghiệm bằng bài chim sẻ là mắc bêu. Mắc của mắc, đồ lượng đồ ăn là quá nhiều, nhưng thế nhà chưa biết thế nào. Chưa biết là chim sẻ đang sẽ cơ cấu nhà như thế nào. Hai voi, hai quả phụ rất gần nhà chính, cách nhà chính có một màn hình thôi. Bảy hiệu đầu lại còn hiệu bảy. Hiệu bảy đôi voi hai quả phụ. Đấy, mấy ông Greg cả thai bên kia chém hộ tôi cái nào. Và lại chắc ngán mỗi là đối đầu Yamato đồng cánh thôi, thì là hơi xoắn. Màn hình máy của L1, ba voi tại nhà chính, bảy hiêu thấy rồi nhưng chưa vội lùa về. Bây giờ bắt đầu lùa, Zoman sẽ dâng lời cho chim sẻ. Truy mệnh ở đầu cánh sẽ đánh chém, tiếp tục là một chiến thuật 3-1. Vâng, ba người một cánh và một người cân cánh. Vâng, dân đi đâu đây, lại có thêm con voi nữa về nhà, thế là thành bốn voi. Mắt mày ăn đi. Lô hôm nay đánh vào con bao nhiêu ở lô một đây? À, map đánh rồi à? Map đánh rồi là theo kiểu là biết hôm nay đánh để về bao nhiêu đấy? À, 28. Rồi. Vâng, các bạn cứ phang đi. Vâng, chúng thì nhớ được lô một, còn trượt thì ai xin địa chỉ thì cứ inbox tôi. Ở bên kia thấy toàn 10% thôi. Thành báo ẩu chứ mạnh này. Tôi thì có mỗi màu 3 do 10%.
Vâng, thế quái nào Game Tree đánh ông nào mà thông báo là kiểu gì có ít nhất hai ông vào xem lại xem đúng không? Kiểm tra lại đây. Không tin được. Vâng, đi dừng L và đóng BL sát với quả lửa. Vâng, một rất nhiều đồ ăn hoàng trận đấu này. Một cái map mà L1 bảo đánh rồi nhưng mà chả thấy đọc vị trí hay là đọc đồ ăn gì cả. Nói thế tội nói được. Đẩy luôn giò vào đầu cánh của chim sẻ xem sẽ là nhà của ai đây. Trận đấu này chim sẻ sẽ có con tê đẩy siêu sớm. Bởi vì nhà quá đẹp đây rồi. Màu 1 BM đúng không? À BS, BS ăn gỗ. Như vậy là không phải là nhà điều kiện. Màu 1 cũng đã kích được đời rồi. Nhưng đang bị Zoman chơi thẳng vào hai chiếc nhà BL của Zoman dâng nó sẽ sát thịt. Vâng, như vậy là chim sẻ bảo vệ bị cá tha chọc. Vâng, bắt giò luôn giò cá tha rồi, tươi lắm. Chim sẻ bảo vệ những thông tin rất tốt để L1 có thể toàn tâm toàn ý chơi hơn. Úi dồi, trước cửa nhà đồ ăn. Cuộc đời thật bất công, sợi lông không bao giờ thẳng. Đồ ăn là quá nhiều. Zoman trên này cứ đánh lên đời xong 2 giờ và lên bánh xe đi ăn hoàng. Mắt máy. Vâng, mẫu 1 bài này thì chả hiểu là sống với Zoman cái kiểu gì. Thì có lẽ là Hoàng Nhi sẽ bỏ nhà bởi vì có con tê thủ. Nếu như bỏ kín nhà thì bài bách sâu lắm. Bò bế tốn rất nhiều lực. Vâng, đi vào trong tìm nhà Katha. Đây rồi, màu 2 Katha đi ăn của Mazda Noel ở trong cánh. Úi giời ơi, à bài Katha khỏe đấy. Rồi đợi tí, hai chém anh đang sắp đến. Tơn sau sẽ là hai con chém vào nhà của Katha để chém dân ăn hoàng cũng như chém dân bãi vàng. Trong khi đó màu 1 thì cũng đã bò được nhà rồi. Chưa thấy bánh xe đến từ game thủ tụ tinh. Bây giờ hai con chém của L1 đã tới. Xử lý nhanh tiêu diệt gọn. Đó, cánh có một ông MOBA bên này này. MOBA bắt đầu chơi về nhà của L1. Có một con chém thôi. Vâng, các bạn có thể thấy tụ tinh đang chết rất nhiều dân. Katarian trong cánh đang chết khá nhiều dân. Và bây giờ mới có bánh xe để chạy. Vâng, chết khoảng chục dân rồi. Vâng, lô 1 có 3-4 tơn chém cơ. Bài nó khỏi mà. Vâng, chim sẻ thì bị vâng Katha đi vào. Nhưng thằng này vẫn đang là 27. Vâng, bây giờ mẫu 2 tạt cả vào trong này. Nhưng bây giờ các bạn có thể thấy bắt hết chém đi, bắt hết là Katha sẽ phế. Katha yếu lắm. Vâng, lô 1 báo về thì mẫu 1 đã lủng. Không, chưa lủng. Chuyên báo ẩu. Cần có 5 con cung rơ của chim sẻ ở đây. Chưa chém vào được, chém quân đi được. Không, 5 con chém đang chém và 45 con dân liệu có sửa được không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem tên này. Sắp lổ rồi. Bọc rồi, tốt lắm. Hay lắm, lọt rồi, lọt vào nhà rồi, tập trung chém tên này rồi. Phi thẳng và tách hết chém vào những bãi gỗ của Hoàng và Nhi. Vâng, chip boy như vậy thì chỉ ở nhà và thủ thôi. Xẻ rồi, 31 lên mặt nhà ấy. Lô 1 đang ở trong, có 5-6 con chém vào trong cơ. Chém Lô 1 hết đâu hết rồi. Cắm cờ chạy vòng quanh nhà của mùa 1 đi thôi. Trong khi đó chim mệnh tham hai chỉ có 16 thôi và đang bị hai nhà chém vào thủ phù một cái ốc này. Vâng, có cả y của mùa 3 đâm luôn. Mùa 3 tiếp tục chết vào tập 2. Cứ hù y thôi, hù thì đốt chém. Vâng, thằng này bên mình đang siêu rẻ. C
Chip Boy cũng có một con đỡ sao? Thế thì thôi, đánh thế Hoàng Nhi đỡ kiểu gì? Chim điêu kia. Xẻ đâu, 35 rồi. Đâu 1, 23, vẫn đang còn hai con chém ở trong nhà mùa 1, rất khó chịu các bạn ở đấy. Tuy là không nhiều. Đây rồi, vã bắt đầu vào trong ăn dân nhiều hơn. Mù, còn mù 4 là tôi chưa nhìn thấy mặt đâu đâu nhá. 4 đầu cánh của chim mạnh, tốt. 4 vẽ hơn cả chim sẻ à. Cứ đánh trên mùa 1 thôi được rồi. Người đánh cung duy nhất bên phía đó bạn. Mùa 1 bắt đầu mang chém đi quản đồ nhiều hơn, đi tìm dân của mấy nhà bên kia. Quýt đang có điểm số cực kỳ cao, biết là điểm gì. Vâng, mùa 4 bắt đầu vào nhà chip boy, đi ngang qua nhà mùa 1 rồi. Chip boy sẽ đứng ở nhà và thủ. Chip boy có giáp, lên giáp đi em. Vào trong nhà và bắt hết chém lần 1. Cần chú ý dân ở trong nhà của chip boy nhá. Cẩn thận với chém mất. Lăng 16 rồi. Chị bệnh 20 giờ vẫn chưa có bánh xe. Vẫn đang là hai phù sóc. Rồi chim sẻ cũng ăn được rất nhiều dân, cũng như là bắt toàn bộ số lượng lạc đà của Tuti. Các bạn thấy Tuti trận thiếu này có lẽ là cũng là một cái bài siêu giàu đấy. Bài Tuti cực khỏe luôn. Trong khi đó thì ở mặt trận bên kia thì mệnh cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, vì giữ được cánh thời gian là khá lâu, cứ đánh phù thủ thôi. Và bây giờ thì vẫn đang có cái tham to, tham 2x ở chém một mình một cánh. Thời điểm hiện tại tham 2x là to rồi, tôi không đòi hỏi nhiều hơn. Năm 19 là của chim sẻ. Chim boy 74. Tham lai. Vâng, càng đánh là càng đè. Mồ mồ thoảng mới nhìn lại về nhà cũ rồi. Lên giáp 4 đi. Hai mươi bảy vàng thì không đủ. Lớp một thừa không? Cho chip boy tí vàng lẻ cho lên ra 4. Rồi, tích được ra 4 rồi. Và các bạn thấy bên lớp vẫn đang có một số lượng chém của Yamato rất rất nhiều. Rất bình tĩnh và không có một chút gì đó là vội vàng của các cầu thủ thế kia đi. Đánh đến đâu chắc đến đấy. Tham lai xem có muốn âm đồ không, xem Yamato có âm đồ gì không. Vâng, có lẽ một mình chip boy cũng có thể lù được nhà mùa 4 này, mặc dù lượng chém các bạn thấy bây giờ là cung giáp 4 đứng trên dốc. Không, lượng chém đông hơn cung đấy, nhưng mà đây là một tình huống mà các bạn có thể thấy cung gờ của chip boy đang dàn đứng là quá đẹp. Vâng, số lượng cung gờ chết đi chả là bao nhiêu cả, trong khi đó số lượng chém của văn lớp càng ngày càng mỏng rồi. Có lẽ là các cái thủ chơi lội lên soi tham đi, giật giật đi, mãi từ nãy giờ chưa thấy giật giật. Rồi, Tuti đã quyết
3-0 trong set đầu tiên dành cho đội tuyển Game Thụy Điển. Chúng ta sẽ cùng đến set đầu thứ hai.